Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Giải độc đắc Powerball trúng 473 triệu đô la vé bán ở Arizona. Moderna nộp đơn xin chấp thuận thuốc chích ngừa cho trẻ dưới 6 tuổi. Hai vợ chồng ở Pasto, California bị bắt vì tình nghi hành hạ đứa con 1 tuổi đến thiệt mạng. Người phụ nữ ở Tennessee trộm xe cảnh sát dù đang bị còng tay. Downey, California, 3 cảnh sát viên đã bị tông và một người bị bắn trọng thương. Tranh chấp quyền nuôi con của Brad Pitt và Angelina Jolie sau ly hôn vẫn tiếp diễn. Nhu cầu mua vàng trên thế giới tăng 34%. Tổng thống Mỹ thăm châu Á sau hơn một năm nhậm chức. Lãnh tụ thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy thoát nạn, vẫn được đảng Cộng hòa ủng hộ sau những nhận xét chấn động. Google sẽ xóa hết kết quả tìm kiếm có địa chỉ nhà, số điện thoại và email. Tổng thống Joe Biden muốn thêm 33 tỷ đô la để giúp Ukraine được quyền bán tài sản tài phiệt của Nga. Đồng rúp của Nga cao nhất trong vòng 2 năm, Liên minh châu Âu thừa nhận trừng phạt Nga không hiệu quả. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, Ukraine nói có quyền tấn công vào mục tiêu quân sự của Nga. Tổng thống Pháp bị ném cà chua trong lần xuất hiện đầu tiên tại khu chợ. Tên Việt Nam tự xưng là Việt Kiều Mỹ, lừa bán 182 lô đất. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, giải độc đắc Powerball trúng 473 triệu đô la vé bán ở Arizona. Giải độc đắc Powerball lớn thứ nhì từ đầu năm 2022 đến nay chỉ có một vé trúng duy nhất. Giới chức trò xổ số này loan báo vào ngày thứ Năm 28 tháng 4, tờ vé số bán ở Arizona trúng độc đắc 473,1 triệu đô la trong buổi xổ số tối ngày thứ Tư hôm qua. Người trúng giải có thể chọn lãnh trọn 473,1 triệu đô la bằng cách chia thành 30 lần trong vòng 29 năm hoặc là lãnh một lần duy nhất 283,3 triệu đô la. Cái số tiền này là chưa trừ thuế nha quý vị. Trong những giải nhỏ thì có một giải là 1 triệu đô la dành cho một tờ vé số bán ở Indiana. Tờ vé số đó trúng 5 số thường nhưng không trúng số Powerball. Đây là giải độc đắc Powerball thứ 3 trong năm nay. Giải độc đắc Powerball lớn nhất của năm nay là 632,6 triệu chia đều cho hai tờ vé số bán ở California và Wisconsin hồi đầu tháng Giêng. Đó cũng là giải độc đắc lớn thứ 7 trong lịch sử của Powerball. Giải độc đắc cao nhất từ trước tới giờ của Powerball là 1.586 tỷ đô la vào tháng Giêng năm 2016. Wow. Dễ sợ. Dễ sợ ha. Wow. Ừ. Nhưng mà 500 mấy chục triệu là cũng quá dữ rồi. Quá dữ rồi, không biết xài hết không nữa. Nhưng mà người ta cũng hay ha, người ta chia làm mấy chục năm như vậy. Và mình cứ mỗi năm như mình cứ lấy tiền, miễn sao hết số tiền đó thôi. Vậy thì mình sẽ được lãnh trọn cái số tiền đó quý vị ha. Còn nếu không thì mình lấy hình như là hơn phân nửa chút xíu, nhưng mà trừ thuế là mình cũng được chừng khoảng trăm mấy à. Moderna nộp đơn xin chấp thuận thuốc chích ngừa cho trẻ dưới 6 tuổi. Công ty dược phẩm Moderna vào ngày thứ Năm 28 tháng 4 nộp đơn xin chính phủ Mỹ chấp thuận vaccine với liều lượng thấp dành cho trẻ dưới 6 tuổi, có thể giúp cho hàng triệu trẻ nhỏ được chích ngừa vào mùa hè của năm nay. Công ty Moderna đã nộp các dữ liệu thu thập được cho cơ quan thực phẩm và dược phẩm FDA với hy vọng sẽ chứng minh được rằng hai mũi chích sẽ bảo vệ được cho các trẻ nhỏ, dù rằng không hiệu quả đối với Omicron so với thời gian trước đó. Bác sĩ Paul Burton là bác sĩ trưởng của Moderna nói với AP rằng hiện có một nhu cầu y tế quan trọng chưa được đáp ứng là thuốc chích ngừa cho các trẻ nhỏ tuổi nhất. Hai mũi thuốc chích ngừa với liều lượng thấp sẽ bảo vệ chúng một cách an toàn. Tôi nghĩ dần dần chúng cũng cần có thêm mũi tăng cường. Chúng tôi cũng đang xem xét đến việc đó. Hiện nay chỉ có trẻ em từ 5 tuổi trở lên mới được chích ngừa ở Mỹ và dùng những cái loại thuốc như là của Pfizer đối thủ với là Moderna. Điều này có nghĩa là khoảng 18 triệu trẻ nhỏ không được chích ngừa. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Thượng viện tuần qua thì bác sĩ Marx đã nói rằng điều quan trọng là chúng tôi phải có kế hoạch lượng định chính xác để bậc cha mẹ có thể tin tưởng vào loại thuốc chích ngừa của chúng tôi được chuẩn thuận. Hai vợ chồng ở Pasto, California bị bắt vì tình nghi hành hạ đứa con 1 tuổi đến thiệt mạng.
Hai vợ chồng trẻ đã bị bắt với cáo buộc hành hạ đứa con trai 1 tuổi. Đứa bé này trên người đầy vết phỏng, phù hợp với các hộp quẹt được tìm thấy trên xe của gia đình này. Cảnh báo của Barstool đã loan báo vào ngày hôm qua. Những vết phỏng này đủ kích cỡ và hình dạng nằm khắp cơ thể của đứa bé. Đứa bé còn bị thương tổn và bị bầm khắp cơ thể, cảnh sát cho biết. Cha mẹ đứa bé là Ricardo Mendez, 27 tuổi, và cô Anita Miller, 24 tuổi, là cư dân của Barstool, đã bị bắt không lâu sau khi đứa con được đưa đi bệnh viện ở Pomona vào tối của ngày thứ hai. Lúc đó thì đứa bé bất động và có nhiều vết thương, đúng với tình trạng đang bị hành hạ. Cảnh sát Barstow cho hay bệnh viện công bố rằng đứa bé đã thiệt mạng. Khi mà lục soát nhà và xe của cha mẹ đứa bé, điều tra viên ở Barstow tìm thấy nhiều bằng chứng mà họ tin là được dùng để hành hạ đứa bé, trong đó có một cái hộp quạt. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra khi hai vợ chồng đã chở đứa con đến gia đình của anh Mendez ở Pomona. Người trong gia đình lập tức chở đứa bé đi bệnh viện Pomona Valley vào khoảng 8 giờ tối ngày thứ hai. Điều tra viên Pomona xác định đứa bé có lẽ bị hành hạ ở nhà tại Barstow. Cảnh sát tin rằng đứa bé qua đời trước khi được chở tới Pomona. Mendez và Miller bị đưa vô trung tâm tạm giam West Valley ở Rancho Cucamonga và cáo buộc giết người. Mendez còn bị bắt vì vi phạm lời hứa danh dự khi được tha tù. Vào tháng 3 năm 2021, Mendez đã bị kết án tù tiểu bang vì tội tàn trữ xe ăn cắp. Cô Miller đi chung chiếc xe đó khi anh Mendez bị bắt, theo lời của cảnh sát. Người phụ nữ ở Tennessee trộm xe cảnh sát dù đang bị còng tay. Theo cảnh sát, thì một người phụ nữ bị cáo buộc đã đánh cắp một chiếc xe tuần tra của cảnh sát khi cô đang bị còng. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận Dixon, DCSO, đã ra hiệu cho Jennifer Cunningham, 27 tuổi, khi họ nhận ra chiếc xe cô đang lái có đèn xe sau không hoạt động khi đi xuống một con đường vào đêm thứ hai. Khi cảnh sát cố gắng ngăn cản cô, thì cô đã lái xe bỏ chạy và sau đó bị cảnh sát truy đuổi. Sau cuộc truy đuổi ngắn ngủi, Cunningham đã bị bắt về các tội danh lái xe gây ảnh hưởng. Nhưng khi các cảnh sát còng tay ở phía sau một chiếc xe tuần tra, cô ấy đã xoay sở để đưa cổ tay ra từ phía sau lưng ra phía trước và sau đó luồn qua một khe hở nhỏ trên vách ngăn bằng kính. Phản ứng đầu tiên của tôi là làm thế nào mà cô ấy có thể lọt qua các vách ngăn một cách dễ dàng như vậy? Ý tôi nói là cửa sổ đó khá nhỏ, cảnh sát đã chia sẻ. Cunningham sau đó đã lái trên một trong những chiếc xe cảnh sát trước khi cô đâm vào một chiếc xe cảnh sát khác. Và Cunningham sau đó đã bị cảnh sát giam giữ và hiện phải đối mặt với hơn 20 cáo buộc. Cảnh sát nói rằng hy vọng đây sẽ là bài học kinh nghiệm cuối cùng cho cô gái trẻ này. Cô ấy còn rất nhiều cuộc sống phía trước nếu cô ấy có thể hòa nhập cuộc sống của mình và rút ra bài học từ bài học này. Theo số liệu năm 2020, Statista đã thu thập, Tennessee là tiểu bang tồi tệ thứ 9 trên toàn quốc về các vụ trộm cắp xe cơ giới. Tổng cộng có 21.098 vụ trộm xe, nhưng con số này bị California bỏ xa. Tiểu bang California có tất cả là 168.323 vụ trộm cắp xe. Dân số California đông hơn, California cũng rất là lớn. Mà mọi người đều đổ về California nên cái tình trạng này nó dễ dàng xảy ra. Mà mình không nghĩ là sao cô bị còng phía tay về sau, mà cô lại lòn ra về phía trước và chen cửa sổ leo lên cái chỗ lái xe. Có những người cái xương họ rất là dẻo. Chắc là cô này là một trong những người đó. Thì cô có thể bọc cái tay cổ xuống dưới cái người hoặc là ấy cái tay cổ lên trên. Và cái điều quan trọng là ngồi, thường là ngồi về sau xe cảnh sát, nó có những cái song sắt và nó có cái ô cửa rất là nhỏ mà cô này đã len chui qua được. Cái điều đó rất là lạ. Downey, California, ba cảnh sát viên đã bị tông và một người bị bắn trọng thương. Ba cảnh sát viên của cảnh sát tiểu bang California CHP đang điều tra tai nạn trên xa lộ ở Downey vào sáng sớm của ngày thứ Năm 28 tháng 4 thì bị thương vì một chiếc SUV tông trúng xe tuần tiểu CHP khiến cho chiếc xe bốc cháy. Vụ tông này xảy ra khoảng 1 giờ rưỡi sáng trên xa lộ I-105 hướng đông của Downey, phía đông nam của trung tâm thành phố Los Angeles. Một cảnh sát viên CHP đứng bên ngoài xe tuần tiểu đã bị thương nặng. Ông Kevin Tao, cảnh sát đã loan báo, hai cảnh sát khác ngồi trên xe bị thương nhẹ. Ông Tao cho hay, cả ba được đưa đi bệnh viện. Người phụ nữ lái chiếc xe SUV tông vào xe của cảnh sát bị bắt vì nghi là lái xe trong lúc say rượu hay là ma túy. Theo cảnh sát thì chưa công bố tên tuổi của cô ta,
Trong lúc đó thì ba cảnh sát viên này đang điều tra vụ tông xe gồm một chiếc xe xảy ra không lâu sau nửa đêm. Khoảng 90 phút sau thì chiếc SUV này đã vượt qua dải đèn cảnh báo và tông trúng vào xe của cảnh sát, ông Thao cho biết. Ngay lúc xe bị tông thì xe tuần tiễu đã bị cháy. Video từ hiện trường cho thấy một người phụ nữ đã bị còng tay đưa đến xe tuần tiễu, người này có lẽ bị thương nhẹ. Xa lộ I-105 hướng đông ở khu vực đó đã bị chặn hoàn toàn nhiều tiếng đồng hồ trong lúc điều tra viên CSP làm việc. Trước đó vài tiếng thì một cảnh sát viên của CSP đã bị bắn trọng thương khi đang điều tra vụ tông xe trên xa lộ ở San Diego và nghi can cũng đã bị bắt. Cảnh sát viên này bị bắn một phát trúng đùi phải trong lúc giằng co với một người đi bộ khoảng 6 giờ 15 phút chiều của ngày thứ tư khi đang điều tra vụ đụng xe trên xa lộ I-8 hướng đông của khu Mission Valley. Theo ông Michael Harris là một chỉ huy của CSP, một số người nghĩa hiệp đã giúp khống chế nghi can 25 tuổi là cư dân của San Diego và cảnh sát viên này được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định, ông Harris cũng cho hay. Tranh chấp quyền nuôi con của Brad Pitt và Angelina Jolie sau ly hôn vẫn tiếp diễn. Brad Pitt không từ bỏ cuộc chiến giành quyền nuôi con. Ông vẫn biết rằng Angelina Jolie sẽ làm mọi cách để ngăn cản quyền nuôi con chung, nhưng ông không từ bỏ. Ngày 27 tháng 4, nguồn tin từ US Weekly cho hay cuộc chiến giành quyền nuôi con của Brad Pitt và Angelina Jolie dường như chưa có dấu hiệu kết thúc trong tương lai gần. Hai người đều không có ý định nhượng bộ. Theo nguồn tin độc quyền thì Brad Pitt than thở với một số người bạn rằng Jolie không bao giờ chấp nhận quyền nuôi con chung. Pitt cho rằng vợ cũ sẽ tìm cách câu giờ đợi đến khi bọn trẻ đủ 18 tuổi. Theo Brad Pitt, điều Angelina Jolie mong muốn là khi các con đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ không dính líu gì đến cha của chúng. Nhưng nguồn tin này đồng thời khẳng định Brad sẽ không từ bỏ cuộc chiến. Angelina Jolie đã đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào năm 2016 với lý do khác biệt không thể hòa giải. Đến năm 2019, hai người đã chính thức trở về trạng thái độc thân. Tuy nhiên thì cuộc chiến pháp lý của họ đã kéo dài dai dẳng nhiều năm qua, tranh chấp quyền nuôi con chưa được giải quyết. Vào tháng 6 năm 2021, tòa đã truất quyền thẩm phán của John Odekirk, người đưa ra phán quyết về việc nuôi con chung. Odekirk đã bị loại ra khỏi vụ kiện vì tòa án có bằng chứng ông làm ăn với luật sư của Brad Pitt. Tháng 10 cùng năm thì Brad Pitt đã làm đơn kháng cáo, nhưng mà tòa án tối cao của California đã từ chối xem xét. Hai người đã có 6 người con chung là Mades, 20 tuổi, Pax, 18 tuổi, Zahara, 17 tuổi, Shiloh, 15 tuổi, Vivian và Knox, 13 tuổi. Vào cuối năm 2021 thì trong quá trình làm quảng cáo bộ phim Eternals thì Angelina Jolie đã bị chỉ trích vì đã lợi dụng các con để mà PR của bộ phim. Những đứa trẻ xuất hiện ở buổi công chiếu với cái mức độ rất là nhiều và cô đã gây chú ý với truyền thông bằng cách để các con gái mặc lại những bộ trang phục của mình. Nguồn tin thân cận của Brad Pitt lúc ấy đã chia sẻ trên New York Post rằng thật khó hiểu những gì cô ấy đang làm. Brad Pitt không bao giờ công khai các con và hiếm khi nói về những đứa trẻ. Nhu cầu mua vàng trên thế giới tăng 34%. Theo báo cáo ngày 24 tháng 4 của Hội đồng Vàng Thế giới WGC, nhu cầu vàng trên toàn cầu đạt 1.234 tấn trong quý 1 năm 2022. Vàng đã trở thành tài sản dự trữ an toàn cho giới đầu tư giữa nhiều biến động địa chính trị. Theo WGC, thị trường vàng khởi đầu vững chắc trong năm nay với nhu cầu vàng trong quý 1 2022 tăng so với năm ngoái. Các cuộc khủng hoảng địa chính trị đã đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu và khiến các nhà đầu tư quan tâm hơn đến vàng. Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng của WGC ghi nhận hồi tháng 3 vừa qua, giá vàng có thời điểm bị đẩy lên mức 2.070 đô la cho một ounce, gần bằng mức kỷ lục của mọi thời đại. Kể từ quý 3 năm 2020, dòng tiền vào các quỹ hoán đổi danh mục vàng ETF có quý đạt giá trị cao nhất tương đương 269 tấn vàng, trong khi dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ này chỉ tương đương 173 tấn vàng vào năm 2021. ETF vàng là một quỹ hoán đổi danh mục hàng hóa, chỉ bao gồm duy nhất một tài sản chính là vàng. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư không nắm giữ vàng, thay vào đó, nhà đầu tư sẽ nhận được khoản tiền mặt tương đương khi bán vàng. Ngoài ra, nhu cầu dành cho vàng miếng và tiền xu tăng cao hơn 11% so với mức trung bình 5 năm là 282 tấn vàng.
Dù vậy thì nhu cầu vàng miếng và tiền xu trong quý 1 của năm 2022 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái vì ảnh hưởng của các đợt phong tỏa kéo dài ở Trung Quốc cũng như giá vàng tăng cao ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lượng vàng các ngân hàng trung ương mua vào tăng hơn gấp đôi so với quý 4 của năm 2021, bổ sung hơn 84 tấn vào lượng vàng dự trữ chính thức trong quý 1 năm 2022. Bà Louis Street là nhà phân tích cấp cao của WGC đã nhận xét, những biến động hiện nay đã củng cố vị thế của vàng như một nơi trú ẩn an toàn cho cả giới đầu tư và người tiêu dùng. Với diễn biến thị trường hiện tại, nhu cầu đầu tư dự kiến sẽ vẫn mạnh, lạm phát cao kết hợp với căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu vàng trong giới đầu tư. Mặt khác, người tiêu dùng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu, có nghĩa là nhiều người sẽ xem xét lại cách họ tiêu tiền, bà Street đã giải thích. Nhìn chung, WGC đánh giá tổng cung vàng tăng 4% trong quý đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Mỹ thăm châu Á sau hơn một năm nhậm chức. Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc ngày 28 tháng 4, Tổng thống Joe Biden sẽ có chuyến thăm 3 ngày đến Nhật Bản và Đại Hàn trong tháng 5 tới. Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên của ông Joe Biden kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 1 năm 2021. Chuyến công du châu Á của ông Biden diễn ra vào thời điểm Washington đang tìm cách củng cố sự đoàn kết giữa các đồng minh để đối phó với Nga, cũng như ảnh hưởng kinh tế và an ninh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Tổng thống Joe Biden sẽ gặp tổng thống mới của Đại Hàn Yoon Suk-yeol vào ngày 21 tháng 5, đưa ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông Yoon gặp sau lễ nhậm chức ngày 10 Tây tháng 5. Tổng thống Mỹ sau đó sẽ tới Nhật Bản vào ngày 22 tháng 5, nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Kishida Fumio. Hai nhà lãnh đạo tiếp đó sẽ tham dự cuộc họp tứ giác kim cương Quad cùng hai thủ tướng Úc và Ấn Độ. Nhật Bản và Đại Hàn nằm ở khu vực Đông Bắc Á, là hai nước có quân đội Mỹ đồn trú và một số căn cứ hải quân không quân quan trọng của Washington tại châu Á. Bắc Hàn dự kiến sẽ là chủ đề thảo luận chính sau khi Bắc Hàn đề ra một học thuyết mới về sử dụng vũ khí hạt nhân. Bắc Hàn đã nói lời việc thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM tầm xa lần đầu tiên kể từ năm 2017 vào tháng trước. Điều này làm dấy lên lo ngại ở Seoul và Washington về việc Bắc Hàn có thể đang chuẩn bị cho một đợt thử hạt nhân mới. Tổng thống Yoon và Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm phát triển liên minh giữa Mỹ và Đại Hàn, điều phối chính sách về Bắc Hàn, an ninh kinh tế và các vấn đề quốc tế, khu vực. Người phát ngôn của ông Yoon, ông Bi Hun-jin cho biết thêm, tại Tokyo thì theo chánh văn phòng nội các của Nhật, Hirokazu Masuno, ông Biden và ông Kishida sẽ tìm cách xây dựng mối quan hệ của họ để hướng đến hòa bình thịnh vượng hơn nữa ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và rộng hơn. Chuyến công du Đông Bắc Á của ông Biden diễn ra không lâu sau khi ông gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tại Mỹ. Giới quan sát nhận định các nỗ lực ngoại giao mới của Mỹ tại châu Á là một nỗ lực nhằm trấn an khu vực trước lo ngại của Washington đang sao nhãng châu Á và cuộc cạnh tranh với Trung Quốc vì vấn đề Ukraine. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi tháng 2 đã công bố ý tưởng về một chiến lược mới ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thay cho cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm. Hôm 26 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ là Antony Blinken cam kết trong vài tuần nữa, ông sẽ công bố chi tiết chiến lược an ninh của Mỹ để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lãnh tụ thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy thoát nạn, vẫn được đảng Cộng hòa ủng hộ sau những nhận xét chấn động. Vào hôm thứ Tư, ông vẫn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt tại hội nghị Cộng hòa ở Hạ viện sau khi nói chuyện về những đoạn băng ghi âm nhận xét cá nhân của ông liên quan đến một số các đồng nghiệp sau vụ ngày 6 tháng Giêng. Diễn biến này đánh giá biểu tượng rõ ràng nhất, tiết lộ trong những ngày gần đây không làm sức mẻ cơ hội cho Kevin McCarthy ngồi ghế chủ tịch Hạ viện trong tương lai nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11 sắp tới. Ông McCarthy cho đồng nghiệp của đảng Cộng hòa hay nguyên văn những ý kiến của ông trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo khác vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, trong đó ông cho rằng cựu tổng thống Donald Trump nên từ chức nếu bị luận tội và muốn biết liệu các nhà lập pháp đảng Cộng hòa có giọng điệu kích động nên bị đá ra khỏi các trang mạng xã hội hay không. Đơn giản chỉ là nhóm lãnh đạo đang suy đoán những kịch bản khác nhau. Ông ấy nói, chúng tôi vạch ra những chuyện gì khác có thể xảy ra, dân biểu Robert Underhold của Alabama cho hay.
Vào lúc này anh biết đó, tôi tin lời ông ấy. Nội dung tại buổi họp vào ngày thứ tư rõ ràng, đảng Cộng Hòa cần tiếp tục những gì họ đang làm để giành được quyền kiểm soát Hạ viện sau kỳ bầu cử giữa kỳ. Thậm chí một số thành viên bảo thủ nhất cũng bày tỏ quan tâm đến giá lương thực thực phẩm và giá xăng hơn là những gì mà McCarthy đã nói, và xem chuyện này là nỗ lực tìm cách chia rẽ nội bộ đảng. Trong khi đó, một số thành viên khác cho biết họ chưa nghe những đoạn băng thu âm mới được công bố trong thời gian gần đây. Họ cũng cảnh báo không phải tất cả những gì báo chí nói đều đáng tin. Google sẽ xóa hết kết quả tìm kiếm có địa chỉ nhà, số điện thoại và email. Vào ngày 27 tháng 4, Google thông báo sẽ xóa các kết quả tìm kiếm trong số đó có chứa địa chỉ nhà, số điện thoại, email theo yêu cầu của người dùng. Đây là sự thay đổi mới nhất của Google về quyền riêng tư cá nhân và truy cập thông tin. Trong một tuyên bố, Google cho biết quyết định này có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu do nhu cầu của người dùng ngày một tăng và ngày càng có nhiều các quy định về mối đe dọa nảy sinh từ việc dễ dàng truy cập thông tin. Phát biểu với báo giới, bà Michelle Chan là quan chức phụ trách chính sách toàn cầu về tra cứu thông tin của Google, dẫn một nghiên cứu cho biết có một lượng lớn thông tin cá nhân mà người dùng cho là nhạy cảm. Ngày càng nhiều người dùng không muốn các thông tin này xuất hiện trên Internet. Cho đến nay thì Google chỉ chấp nhận yêu cầu xóa những trang web chia sẻ thông tin liên hệ cùng với một số đe dọa hoặc yêu cầu chi trả. Bên cạnh đó thì công ty này cũng đã xóa bỏ các liên kết đến tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng và hồ sơ y tế. Theo Google, trong những năm gần đây, mỗi năm công ty nhận được hàng ngàn yêu cầu và đã chấp thuận 13% số yêu cầu trên. Bà Chan hy vọng tỷ lệ chấp thuận sẽ tăng lên theo quy định mở rộng, theo đó cho phép dỡ bỏ các liên kết mà thông tin đăng nhập bí mật. Trước đó thì Google cũng đã ban hành chính sách cho phép gỡ bỏ kết quả chuyển hướng đến nội dung khiêu dâm cũng như một số thông tin cá nhân không chính xác đầy đủ, không liên quan tại châu Âu. Và năm ngoái thì Google cũng bắt đầu cho phép xóa những hình ảnh của trẻ vị thành niên. Và Google đã cho biết là thường xử lý các yêu cầu trong một vài ngày. Các trang web mà Google gỡ bỏ vẫn có thể được truy cập thông qua các công cụ tìm kiếm khác hoặc là trực tiếp. Tổng thống Joe Biden muốn thêm 33 tỷ đô la để giúp Ukraine được quyền bán tài sản tài phiệt của Nga. Tổng thống Joe Biden vào ngày hôm nay thứ Năm 28 tháng 4 yêu cầu Quốc hội cung cấp thêm 33 tỷ đô la để giúp Ukraine đương đầu với cuộc xâm lăng của Nga, một chỉ dấu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị có chiến dịch lâu dài nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev và làm suy yếu Nga trong cuộc chiến đẫm máu, đang bước qua tháng thứ 3 mà không có chỉ dấu sụt giảm. Ông Biden cũng muốn Quốc hội Mỹ cho thêm quyền để có thể tịch thu và bán đi tài sản của giới tài phiệt Nga có những sự liên hệ gần gũi với thành phần lãnh đạo của chế độ, đặc biệt là với Vladimir Putin, và làm giàu nhờ mối quan hệ này. Đề nghị mới nhất của Tổng thống Joe Biden, vốn theo Tòa Bạch Ốc là để đáp ứng được nhu cầu của Ukraine trong 5 tháng, với hơn 20 tỷ là viện trợ quân sự cho Ukraine và cũng để trợ giúp phòng thủ ở các quốc gia láng giềng. Ngoài ra còn có 8,5 tỷ là viện trợ kinh tế cho chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cùng 3 tỷ viện trợ thực phẩm nhân đạo để giúp thường dân lánh nạn chiến cuộc. Đề nghị trợ giúp mới nhất này lớn hơn gấp đôi đợt trợ giúp đầu tiên được Quốc hội Mỹ chuẩn thuận hồi tháng qua là 13,6 tỷ và nay coi như đã cạn. Điều này cũng nhằm mục đích cho thấy Mỹ không ngần ngại trợ giúp Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lăng do Putin phát động và làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga. Ông Biden nói rằng phí tổn của cuộc chiến này không rẻ, nhưng việc chấp nhận đầu hàng xâm lăng sẽ có giá đắt đỏ hơn nhiều. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Năm cũng đã kêu gọi Quốc hội cho quyền hạn mới để tịch thu và sử dụng tài sản của thành phần tài phiệt Nga thân cận với chế độ Moscow. Ông muốn Quốc hội Mỹ hình sự hóa việc cá nhân biết hay cố giữ của cải tài sản có được nhờ hành vi tham nhũng trong mối liên hệ với chính phủ Nga. Gia tăng thời gian có thể bị kết tội qua hành động rửa tiền lên thành 10 năm, đồng thời cũng mở rộng định nghĩa của racketeering, nghĩa là mánh khóe làm tiền bất hợp pháp, để bao gồm cả các hành động né tránh lệnh trừng phạt. Tổng thống Joe Biden cũng sẽ yêu cầu Quốc hội cho chính quyền liên bang quyền hạn sử dụng tiền có được nhờ bán đi tài sản của thành phần tài phiệt Nga để giúp cho người dân của Ukraine. Đồng rúp của Nga cao nhất trong vòng 2 năm, Liên minh châu Âu thừa nhận trừng phạt Nga không hiệu quả.
Đồng rút của Nga lên cao nhất trong 2 năm sau khi Nga đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây bằng việc cắt nguồn cung khí đốt cho những quốc gia châu Âu đầu tiên. Theo tin từ Reuters, trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 4, đồng rút của Nga đã tăng lên 1,8% lên 75,43 rút cho 1 đồng euro, cao nhất kể từ đầu tháng 3 năm 2020. Đồng rút cũng tăng 1,1% so với đồng đô la lên 72,75 rút cho 1 đô la. Theo các chuyên gia, đồng rút tăng giá mạnh nhờ các biện pháp kiểm soát dòng vốn cũng như một số biện pháp khác của Nga nhằm đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây. Quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nga được cho là góp phần hỗ trợ đồng rúp. Reuters dự đoán Ngân hàng Trung ương Nga sẽ cắt giảm 200 điểm cơ bản, đưa lãi suất cơ bản xuống 15% nhằm kích thích cho vay nhiều hơn. Ngoài ra, sắc lệnh buộc khách hàng phương Tây thanh toán các hợp đồng khí đốt bằng tiền rúp cũng tạo đà tăng cho đồng tiền này. Điện Kremlin xác nhận Nga chính thức cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria kể từ ngày 27 tháng 4 với lý do các nước này từ chối chi trả bằng đồng rúp. Tổng thống Nga Putin hồi tháng 3 đã ký sắc lệnh yêu cầu các quốc gia không thân thiện, chủ yếu là châu Âu, phải chi trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Nếu không thì Moscow buộc phải cắt nguồn cung cấp khi thời hạn chi trả đến gần, nếu một số bên vẫn từ chối chi trả theo hệ thống mới. Tất nhiên, chúng tôi sẽ áp dụng sắc lệnh của Tổng thống, phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, Ukraine nói có quyền tấn công vào mục tiêu quân sự của Nga. Một quan chức cấp cao của Ukraine tuyên bố rằng nước này có quyền nhắm vũ khí vào các mục tiêu quân sự của Nga để tự vệ. Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Poloyak, ngày 28 tháng 4 tuyên bố rằng Kiev có quyền để tự vệ, bao gồm việc nhắm vào các mục tiêu ở bên kia chiến tuyến. Ukraine sẽ tự bảo vệ chính mình, bao gồm việc nhắm vào các mục tiêu nhà kho và căn cứ của Nga. Thế giới sẽ công nhận quyền này, ông Poloyak đã nói. Trong một bài viết trên Twitter, thì quan chức Ukraine nói rằng Nga đã có một yêu cầu kỳ lạ khi muốn phi quân sự hóa hoàn toàn Ukraine. Sau buổi họp với 40 bộ trưởng quốc phòng các nước, tôi có tin cho Nga, năng lực, tốc độ, quy trình hậu cần được đơn giản hóa, phạm vi vũ khí được mở rộng, Ukraine đang tăng cường sức mạnh, ông Poloyak đã viết. Nhắc tới hội nghị của NATO diễn ra tại Đức vào ngày 26 tháng 4, bàn về vấn đề hỗ trợ Ukraine. Bình luận của ông được đưa ra trong khi thời gian qua một số cơ sở của Nga nằm gần biên giới Ukraine đã bị nhắm mục tiêu. Nga đã cáo buộc Ukraine đứng sau một số vụ việc và cảnh báo sẽ đáp trả. Trong buổi họp báo ngày 28 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Nga Maria Zakharova đã cảnh cáo cứng rắn về việc một số quốc gia phương Tây bị cáo buộc khuyến khích Ukraine nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Bà Zakharova cáo buộc phương Tây đang lợi dụng Ukraine và nói rằng đừng thách thức sự kiên nhẫn của chúng tôi muốn cảnh báo Ukraine và phương Tây rằng những khiêu khích để Kiev nhằm vũ khí vào cơ sở của Nga sẽ bị đáp trả cứng rắn, bà nói. Trước đó, quan chức quốc phòng cao cấp của Anh James Hippie cho biết London ủng hộ quân đội Ukraine thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ của Nga. Mỹ lên tiếng sau khi Anh ủng hộ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Bình luận của Ngoại trưởng Antony Blinken được đưa ra sau khi Moscow lên án quan chức cấp cao của Anh vì người này nói rằng Kiev sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga là hợp pháp. Ông Blinken nói rằng quan điểm của tôi là họ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để đối phó với Nga và chiến thuật là do họ tự quyết định. Những gì chúng tôi đang làm là chỉ bảo đảm người Ukraine có đủ phương tiện để tự vệ và có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để đẩy lùi quân đội Nga. Nga trừng phạt trả đũa Anh, trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt Mỹ và các nước đồng minh. Nga đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào 287 nghị sĩ trên tổng số 650 thành viên của Hạ viện Anh nhằm trả đũa Vương quốc Anh đưa 386 nghị sĩ Nga vào danh sách đen vào tháng trước. Bộ trưởng Nga vào ngày 27 tháng 4 cho biết 213 nghị sĩ của đảng Bảo thủ cầm quyền và 74 nghị sĩ của công đảng đối lập của Anh đã cố gắng tham gia vào việc thiết lập các biện pháp trừng phạt chống Nga ở London và góp phần tạo nên làn sóng bài Nga vô căn cứ ở Anh. Những luận điệu và những lời cáo buộc xa rời thực tế của các nghị sĩ Anh không chỉ dung túng cho đường lối thù địch của London nhằm mục đích phản diện hóa đất nước của chúng tôi và cô lập Nga trên trường quốc tế, mà còn được những người phản đối Nga sử dụng để phá hoại nền tảng về hợp tác song phương, Bộ Ngoại giao Nga giải thích thêm cho các lệnh trừng phạt.
Trước đó, Nga cũng đã quyết định trừng phạt Thủ tướng Anh vì những lý do tương tự. Song song đó, thì Nga cũng tuyên bố sẽ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản để đáp trả hành động tương tự ở phía đối phương. Đầu tháng này, Nhật đã yêu cầu 8 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước mình nhằm phản đối sự tấn công của Nga vào Ukraine. Ngoài ra, Nhật cũng đưa ra quyết định cấm nhập than từ Nga. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Nhật Bản đang có những hành động chưa từng có tiền lệ nhằm theo đuổi con đường thù địch chống Nga một cách công khai. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu tập đại diện của Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow để trao đổi về quyết định này. 8 nhà ngoại giao Nhật Bản sẽ có thời hạn đến ngày 10 tháng 5 để rời khỏi Nga. Tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin và ông Zelensky có thể gặp trong vài ngày tới. Bộ Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27 tháng 4 cho biết nước này hy vọng cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Chúng tôi hy vọng hai vị tổng thống có thể gặp nhau trong những ngày tới, bất chấp một số khó khăn, nhờ những ý kiến từ tổng thống của chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ là Hulusi Akar cho biết, tuyên bố được đưa ra sau cuộc tham vấn về việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev, được tổ chức tại căn cứ không quân Ramstein của Đức, theo truyền thông của nhà nước Nga. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đóng góp, làm mọi thứ cần thiết, kể cả đóng vai trò trung gian để tình hình nhân đạo ở Ukraine không xấu đi và đạt được một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, ông Akar đã cho biết. Akar thường xuyên bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Tổng thống Pháp bị ném cà chua trong lần xuất hiện đầu tiên tại khu chợ. Ông Macron xém bị cà chua bay trúng người trong lần đầu tiên xuất hiện ở khu chợ thực phẩm kể từ khi ông tái đắc cử. Giữa lúc ông Emmanuel Macron đang được đám đông nhiệt tình chào đón trong lần xuất hiện tại khu chợ thực phẩm tại thị trấn Seri ở phía tây bắc của thủ đô Paris, một loạt quả cà chua được ném về phía ông và xém bay trúng người. Trong đám đông hỗn loạn, ông nói không có gì nghiêm trọng trước khi được dàn vệ sĩ hộ tống rời khỏi khu chợ. Trong một cảnh quay khác, các vệ sĩ của ông đã quật ngã một người đàn ông đang đứng trên bàn. Người này được cho là thủ phạm đã ném cà chua về phía Tổng thống Pháp. Đối tượng sau đó đã bị bắt giữ. Ông Macron đã chọn Seri là điểm đến đầu tiên sau khi tái đắc cử, bởi vì tại khu vực này, ông nhận được ít phiếu bầu hơn so với đối thủ cạnh tranh là bà Marine Le Pen. Hành động của ông Macron nhằm mục đích hàn gắn sự chia rẽ chính trị ở Pháp. Sự việc này xảy ra đúng lần đầu tiên ông Macron xuất hiện trước đám đông kể từ khi ông tái đắc cử vào ngày 24 tháng 4. Và theo đó thì ông Macron, 44 tuổi, đã đánh bại bà Le Pen và giành được 58,5% phiếu bầu, còn bà Le Pen là 41,5% phiếu bầu. Ông Macron là tổng thống Pháp đầu tiên tái đắc cử trong vòng 20 năm qua, kể từ sau chiến thắng của cố tổng thống Jacques Chirac vào năm 2002. Tới Việt Nam, tự xưng là Việt Kiều Mỹ, lừa bán 182 lô đất. Việt Kiều Dỗm lừa bán 182 lô đất là người phụ nữ tên Đoàn Thị Vi. Bà đã tự xưng là Việt Kiều Mỹ để lấy lòng tin, lừa bán 182 lô đất và cùng đồng phạm chiếm đoạt 23 tỷ đồng là khoảng 1 triệu đô la. Vào ngày 27 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Đoàn Thị Vi, 54 tuổi, trú ở Thừa Thiên Huế, 20 năm tù, Ngô Thị Cúc Hoa, 51 tuổi, trú ở Đà Nẵng, 14 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, thì đầu năm 2017, Vi biết một dự án thương mại dịch vụ do công ty phim trường Vina đầu tư đã chậm tiến độ và đang bị cơ quan chức năng xem xét để chấm dứt hoạt động. Vi cùng với Hoa đã lập các công ty đăng ký vốn điều lệ lớn, cung cấp hồ sơ khống chứng minh năng lực tài chính để có được chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho nhận chuyển nhượng cổ phần của dự án này. Vi đã lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, vốn điều lệ đăng ký là 90 tỷ đồng, và công ty cổ phần Đoàn House, vốn đầu tư chủ sở hữu là 119 tỷ đồng, nhưng thực chất không công ty nào có tài sản. Sau đó thì Hoa được bổ nhiệm làm giám đốc công ty Thành Đạt. Để tạo thêm lòng tin với những người làm việc thì Vi giới thiệu mình là Nguyễn Thị Trúc Phương, Việt Kiều Mỹ, về Việt Nam sinh sống và làm ăn. Dù không có tiền trả cho các cổ đông của công ty phim trường Vina để nhận chuyển nhượng dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa có hiệu lực, các lô đất thuộc dự án chưa được cho phép bán, Vi và Hoa đã liên lạc với lại bà Lê Thị Thủy là đại diện công ty cổ phần đầu tư phân phối bất động sản Lộc Sơn, Hà, miền Trung,
chào bán 182 lô đất với giá hơn 102 tỷ đồng. Vì cũng hứa cho công ty Lộc Sơn Hà làm đơn vị phân phối độc quyền, bà Thủy cũng đã tin tưởng vào Vi nên ngày 30 tháng 4 năm 2018 đã ký hợp đồng với công ty Thành Đạt và trả gần 23 tỷ đồng và đã bị Vi Hoa chiếm đoạt hết số tiền này. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha. Bạch Loan. Bạch Lộc luôn. Thích chữ Bạch. Tại vì mình thích cô Bạch Lê, cô Bạch Lụ. Bạch hay đó. Ba Lộc cũng tên Bạch đó nha. Này dám đem tên ba ra khoe luôn. Đâu gì đâu, tên ba mình đẹp mình khoe thôi. Cái gì khoe được khoe. Hôm nay kể chuyện gì đây? Chuyện vui. Vui. Vui, chuyện mới. Chuyện vui. Hỏi ông, này kể chuyện gì đây? Chuyện vui. Không biết vui không? Hên xui thôi quý vị. Có bữa kể Lon ngồi cái bên răng cố gắng Lon cười lắm mới vui. Cười quá trời. Lát nữa xong cái Lộc hỏi, ủa chuyện đó vui hay vui, vui thiệt hả? Đâu có, cố gắng hết sức. Rồi đây kể đi. Chuyện mới nha. Ừ. Dạ. Vợ chồng. Hiểu. Thì có một cặp vợ chồng này sống với nhau một thời gian thì bỗng dưng bà vợ qua đời. Thì những cái người khiêng hòm mới khiêng cái hòm bà đi ngang qua nghĩa trang, đang trên đường đi thì vô tình cái hòm đụng vô cái tường. Vậy á mà bà vợ tự nhiên sống lại. 10 năm sau bà vợ lại qua đời. Thì những người khiêng hòm cũng khiêng, đang khiêng thì bỗng nhiên từ xa thấy bức tường, ông chồng liền la lên: "Mọi người cẩn thận, coi chừng bức tường." Mười năm trước tôi đã đụng một lần rồi, 10 năm sau đừng đụng nữa nha. Tưởng thoát rồi, ai nhà dính thêm 10 năm. Trời ơi, chán quá. Đâu chồng, gì đâu chán. Chồng ơi là chồng. Cái này chuyện vui thôi nha quý vị, không có ý gì hết. Nha Loan, không có ý gì hết đó, chuyện vui thôi. Có gì đâu. Sao? Buồn cho số phận của những người vợ thôi. Tâm trạng. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chia sẻ những chương trình của Loan và Lộc và luôn luôn mong nhận được những góp ý để chương trình ngày càng hay hơn. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại.